Rồi, chào các bạn nhé. Thì hôm nay mình mới đến cái nhà gọi là cái nhà chính, nhà anh Thực ở cái khu xưởng đây này. Đây này. Rồi, thì mình mới thấy được là anh còn một cái cây khủng long như thế này. Đây. Cây này thì anh Thực gọi nó là dấu ấn thời gian. Cây này thì phải nói là cực kỳ cổ thụ. Và cây này đang ra rất là nhiều quả. Đây. Đấy. Mình đứng ra xa một chút, đứng cái góc này cho nó đỡ bị ngược sáng, đỡ bị tối cây đấy nha. Mình sẽ cho các bạn nhìn này tổng thể. Các bạn thông cảm bởi vì đây là cái làng nghề cho nên nhiều khi là cái background nó có rác một tí thì thôi các bạn thông cảm nhá. Đây mình sẽ quay tổng thể cây này, sau đó mình sẽ quay kỹ hơn. Đây. Các bạn nhìn cái gốc của nó này. Đấy. Trông để nói rất là đồ sộ. Đấy. Chỗ này nó bị vướng mất cái đống rác nên là tôi không quay được tổng thể ở cái mặt này. Đấy. Quả kìa, rất là nhiều quả. Dấu ấn thời gian đẳng cấp đấy. Đấy. Đây là ông Thực, ông ấy có cái cây như thế này, ông ấy để một mình một góc chỗ này thì ai mà để ý được. Đây, tôi sẽ quay mặt bên này. Nào các bạn đánh giá đi. Đấy. Cây này phải hai người ôm. Đây, các bạn thấy chưa? Đây thì nó bị ngược sáng nên nó hơi tối. Rồi đây, chỗ này nhìn. Đấy. Đang đánh đập trên khẩu nha. Đánh đập trên khẩu ấy. Về. Tác phẩm dấu ấn thời gian của anh Thực lão đại. Rồi mình xin nói lại nhé, là cái tác phẩm này của anh Thực. Anh Thực ở làng Minh Khai, hay là gọi là thôn Minh Khai, thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên. Thì mình sẽ để số điện thoại của anh Thực ở bên dưới. Bạn nào mà có nhu cầu giao lưu đến xem cây thì sẽ liên hệ. Rồi, đến đây thì anh Thực thì sẽ tiếp đón chu đáo lắm. Rồi, đây này, anh ấy còn mấy cây trong nhà lưới nữa đây này. Đấy.
nhìn thấy chưa? Thôi quay qua cho các bạn nhìn thấy thôi, vì trong nhà lưới này không tiện vào vì nó ấy quá, nó chật hẹp quá không quay được. Rồi, quay tổng thể cho các bạn nhìn qua một tác phẩm ổi ấy, ngay ở đầu này. Chưa ok chưa? Rồi xin chào, hẹn gặp lại các bạn nhé. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì sẽ liên hệ với anh Trực, anh Thực, thôn Minh Khai, Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên.